Quang Linh tức giận tuyên bố cực sốc khi Thùy Tiên bị tấn công tình dục. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ về nỗi ám ảnh về chuyện bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ. Từ câu chuyện của mình, người đẹp mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm đến con cái nhiều hơn để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc. Dẫu đó là một ký ức buồn, nhưng Thùy Tiên cũng hy vọng các bạn có thể bình tĩnh, vực dậy tinh thần và biến nỗi đau thành động lực để sống. Ba mẹ ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, chính vì thế tôi luôn có nỗi sợ rằng gia đình tiếp theo của mình sẽ đổ vỡ giống như gia đình của mình ngày xưa. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bản thân hay những ai có hoàn cảnh như vậy hãy biến nỗi sợ thành động lực. Ai cũng sẽ có một kỷ niệm quá khứ khó khăn, nhưng hãy sống cho hiện tại và tương lai. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp. Người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ. Bên cạnh câu chuyện gia đình, Thùy Tiên còn nhận được lá thư của một bạn khán giả kể về chuyện bản thân bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Ngay sau đó, Thùy Tiên bất ngờ tiết lộ bản thân từng là nạn nhân của vấn nạn này. Hoa hậu Thùy Tiên kể, tôi từng trải qua câu chuyện tương tự và chưa lần nào tôi kể câu chuyện này trước truyền thông. Đây là lần đầu tiên tôi kể vì tôi hiểu một đứa con nít không hiểu thế nào là quấy rối tình dục. Thời điểm đó cũng không ai dạy cho tôi như thế nào là bị xâm hại và quấy rối. Hồi xưa, tôi được 6 tuổi và học lớp 1, tôi đi học thêm tiếng Việt. Lớp học của tôi ở trên lầu nên phải đi qua một chỗ hơi tối mới lên được. Ở chỗ tôi học có một người đàn ông rất già, tôi không nhớ đó là chồng hay anh trai của cô giáo, nhưng mỗi lần gặp mình là hôn người, hôn tay chân và khen tôi đẹp gái quá. Đó là những biểu hiện ban đầu. Thời điểm đó, tôi nghĩ đó là bình thường hay không biết đó là dấu hiệu đáng báo động. Tôi cũng không phải là đứa trẻ nói chuyện quá nhiều với gia đình. Sau đó, khi kẻ xấu bắt đầu có những hành động quá giới hạn, Thùy Tiên đã phản kháng. Hôm đó, tôi làm xong bài sớm và đi xuống tầng dưới sớm hơn. Ở đó, tự nhiên ông ấy kéo tôi vào phòng tối và bắt đầu có những hành động giữ chặt tay chân. Sau đó, người đàn ông đó dùng miệng chạm vào miệng của tôi và có sử dụng lưỡi. Lúc đó, tôi bắt đầu sợ và vung vẩy. May mắn tôi thoát kịp và nhà đã tới đón. Nàng hậu sinh năm 1998 cho biết, thời đó dù không ý thức đó là hành vi quấy rối tình dục, nhưng cô vẫn có sự tự vệ. Hơn thế nữa, cô quyết định chia sẻ câu chuyện với gia đình và nghỉ học. Tôi nói với gia đình là không đi học chỗ đó nữa, dù ban đầu tôi không nói lý do, nhưng rồi tôi quyết định nói ra. May mắn gia đình tin tưởng và cho tôi ngưng học chỗ đó. Tôi may mắn khi chưa xảy ra chuyện gì khiến mình hối hận, ám ảnh cả đời, nhưng nó thực sự không phải là một ký ức đẹp đẽ. Kết nối từ câu chuyện của tôi hiểu được rằng có những trẻ em không hiểu như thế nào là bị quấy rối hay xâm hại. Có những gia đình thờ ơ trong việc giáo dục giới tính hay có những bài học vì giữ khoảng cách với người lạ nên dẫn đến hiện trạng như thế này. Quang Linh Vlog công khai thể hiện tình cảm với Hoa hậu Thùy Tiên. Kể từ khi Hoa hậu Thùy Tiên trở về sau chuyến từ thiện tại châu Phi cách đây vài tháng, cô liên tục được ghép cặp với vlogger Quang Linh Vlog. Bởi trong chuyến công tác dù ngắn ngủi ấy, từ cách trò chuyện, tương tác đến phong cách sống của cả hai vô cùng hợp. Đặc biệt, hiện dù mỗi người một nơi, nhưng Quang Linh và Thùy Tiên vẫn luôn theo dõi, âm thầm ủng hộ đối phương. Mới đây, Quang Linh đã có động thái bất ngờ sau khi liên tục được cư dân mạng đẩy thuyền. Theo đó, chàng trai trẻ đã lái xe sang đất phục vụ cho việc làm nông nghiệp. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, chính ít đã viết thành chữ Tiên trên một mảnh đất rộng lớn. Để hợp cảnh, YouTuber còn chen thêm nhạc nền thể hiện nỗi nhớ gia diết ai đó. Dù không viết hẳn chữ Thùy Tiên, nhưng chỉ cần những động thái này thôi, cư dân mạng đã có dịp bàn tán xôn xao lắm rồi. Trong một diễn biến khác, trên fanpage có cả triệu người theo dõi. Mới đây, Quang Linh cũng công khai đăng một bức hình có nam YouTuber, cậu nhóc lôi con và Thùy Tiên. Kèm theo đó, chính ít viết, đếm ngược. Ở phần bình luận, dân mạng chia thành nhiều phe, trong khi có ý kiến ghép cặp, số khác lại cho rằng cả hai sắp sửa tham gia một dự án liên quan đến giáo dục. Nhưng dù mục đích có là gì cũng không thể phủ nhận sức hút của cặp đôi ở thời điểm hiện tại. Cách đây không lâu, khi tham gia cuộc hẹn cuối tuần, VTV đã bắt trend khi nhiệt tình đẩy thuyền nàng hậu với YouTuber xứ Nghệ. Cụ thể, MC Long Vũ đã để cho MC Thùy Tiên lựa chọn, một bên là Quang Linh, bên còn lại là các tên hot của làng giải trí như Xuân Bắc, Đen Vâu, v.v. Đến với mỗi sự lựa chọn, người đẹp họ Nguyễn liên tiếp đưa ra đáp án nghiêng về Quang Linh. Ngoài ra, trong chương trình này, Thùy Tiên còn tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng của mình, bao gồm các yếu tố thông minh, tinh tế, giỏi và không phải người trong showbiz.
Ngay khi chương trình phát sóng, dân mạng đã kịp chụp lại loạt ảnh rồi chia sẻ trên các diễn đàn. Họ hy vọng cả hai sẽ trở thành một cặp thật sự ở ngoài đời.